Lan Hương thân mến, đã đến lúc chúng ta gặp gỡ khách mời trong chuyên mục Chuyện của Sao ngày hôm nay rồi. Và không biết rằng là ai cho chúng ta sẽ là người giới thiệu đây? Ngày hôm nay thì Thành Trung hãy để cho Lan Hương giới thiệu nhân vật này. Bởi vì ngôi sao của chương trình ngày hôm nay là một nhân vật mà Lan Hương rất yêu quý. Cô là hot girl diễn viên trẻ Thùy Chi, hay còn được gọi với nghệ danh thân mật là Chipu. Và nhiều người thường nhận xét rằng Chipu đáng yêu, dễ thương như một nàng công chúa thời hiện đại. Nhưng thực tế có nhiều hơn thế để nói về cô diễn viên này. Và ngay sau đây hãy cùng đến với câu chuyện của Chipu. Chipu xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Ngôi Sao của VTC. Thùy Chi, hay còn được khán giả biết đến với nghệ danh Chipu, bước ra từ cuộc thi Miss Teen năm 2008. Sở hữu ngoại hình đáng yêu, trong sáng, dễ tạo cảm tình với người đối diện, Chipu nhanh chóng trở thành gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng mạng và các khán giả trẻ, được coi là một trong những hot girl đình đám nhất của showbiz Việt. Bước vào làng nghệ thuật trong hình ảnh một hot girl có khá nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít những áp lực. Và đến nay ở tuổi 21, sau hơn 5 năm gắn bó với biệt danh này, Chipu tự cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa để khẳng định mình không đơn giản chỉ là một hot girl. Vì sao chị không lấy tên thật của chị là Thùy Chi làm nghệ danh? Để thực ra lúc đầu chị cũng không có xác định là mình sẽ đi theo con đường nghệ thuật, mà từ ngày xưa chị rất thích gấu pu trong phim hoạt hình á, thì là POOH là con gấu pu màu vàng, nhưng mà sau đó thì bạn bè viết tắt lại là PU cho dễ đọc, cho nó thuần Việt, cho nên là từ khi học cấp 2 là tên của chị đã có cái nickname là Chi Pu, là PU rồi. Sau đó khi mà tham gia cuộc thi Miss Teen xong, mọi người vẫn biết đến một cái tên là Miss Teen Thùy Chi, nhưng mà sau khi chụp hình, chụp báo thì hầu hết là chị đều lấy một cái tên là Chipu cho thân thiện với tất cả mọi người. Như hồi đầu khi mà mình chả phải là hot girl gì cả thì mình cũng có một cái nhìn không mấy thiện cảm với hot girl. Vì mình nghĩ là hot girl chắc cũng chỉ có ngoại hình ưa nhìn, tài năng thì không biết có hay không. Chỉ có mỗi cái ngoại hình thôi mà cũng có thể gọi là hot girl rồi. Nhưng mà khi mà mình đã có thể trong giống hoa kép là bị mọi người gọi là hot girl đi, thì mình hiểu được à không, hot girl thì cũng là một con người bình thường. Ngoài cái ngoại hình dễ nhìn thì còn cũng phải trau dồi kỹ năng, cũng như là phải có cái một cái tài năng nổi bật gì đó thì mọi người mới nhớ đến và mới có thể duy trì được cái danh hiệu đó lâu lâu một chút. Chính cái danh hiệu hot girl nó đã đem đến cho Chi khá là nhiều cơ hội. Từ nhỏ đến lớn, Chi đã có được mời đi casting rồi đi đóng phim. Nó cũng là có một cái lợi thế. Nhưng mà thực sự cho đến thời điểm này thì Chi cũng cảm thấy là cái danh xưng hot girl nó cũng là một cái rào cản khá lớn với Chi. Để làm sao bây giờ Chi bước sang con đường diễn xuất, mọi người có thể công nhận mình là diễn viên chứ không phải là một hot girl đi đóng phim nữa. Thì hôm qua anh ấy rủ em đi xem phim, mà đấy cũng là lần đầu tiên. Chipu đến với nghệ thuật một cách tình cờ và nhiều may mắn. Sự nổi tiếng trong cộng đồng các khán giả trẻ giúp cô dễ dàng lọt vào mắt xanh của những đạo diễn đang tìm kiếm các gương mặt mới cho các bộ phim dành cho khán giả tuổi teen. Chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất, nhưng Chipu đã được đảm nhận các vai chính trong những bộ phim như Giấc Mơ Hạnh Phúc, 5S Online hay Giọt Nước Rơi. Nana, một nàng công chúa đỏng đảnh tinh nghịch thời hiện đại của 5S Online. Linh, một nàng tiểu thư lãng mạn, dịu dàng trong mối tình với một sát thủ của Giọt Nước Rơi. Những vai diễn kể trên chưa thực sự khiến Chipu hài lòng, nhưng cũng đủ để khán giả dần nhớ đến cô với vai trò là một diễn viên. Nana với cả đôi dép lên bàn cân ấy thì không biết bên nào nặng hơn nhỉ? Tôi nghĩ là đôi dép. Tôi nghĩ như ông. Có thể nói là chính vì cái danh xưng hot girl
được mọi người chú ý đến. Cái thời đó thì cũng được giới trẻ biết đến như một mẫu ảnh có ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn. Và sau đó khi được anh Nguyễn Hữu Trọng của phim 5S Online để ý và mời đến casting vai Nana Công Chúa, thì đấy cũng là lần đầu tiên chị đi casting phim. Thì cũng không ngờ là sau khi cast đấu tranh với rất nhiều đối thủ khác thì chị đã được chọn vào vai chính trong phim. Và chính 5S Online là bộ phim sitcom đầu tay mà chị lần đầu tiên được thử nghiệm diễn xuất của mình, mặc dù là chưa qua một cái lớp đào tạo diễn xuất nào. Thực sự là có rất là nhiều khó khăn với 5S Online, với phim truyền hình Giọt Nước Rơi thì cái diễn xuất của mình vẫn còn non nớt, rất là khó để có thể truyền đạt được cái cảm xúc một cách tự nhiên nhất dành cho khán giả. Nên là chị thường những cái ngày quay đầu tiên thì chị cảm thấy rất là căng thẳng và thực sự là tự ti về cái khả năng diễn xuất của mình, cho nên thường bị toát mồ hôi tay rồi bị run trước mỗi cảnh diễn, và nhất là những cảnh phải khóc, phải diễn tả được cái nội tâm thì lại càng khó hơn. Thường thì chị rất căng thẳng và không thể nào mà khóc được, nhưng mà chính vì cái sự căng thẳng đấy và sợ làm chết rồi, bây giờ mình mà không khóc được, mình mà không diễn được cảnh này thì chắc là sẽ bị mọi người trách móc rồi đánh giá về cái sự diễn xuất của mình kém lắm. Cho nên chính vì cái sự căng thẳng đấy mà chị đã cố gắng để có thể đẩy được nội tâm và có thể khóc. Nhưng mà sau chính phim sitcom 5S Online và Giọt Nước Rơi, sau hai cái bộ phim đấy thì chị cảm thấy cái diễn xuất của mình nó cũng có một sự tiến bộ, vì mình gặp khá là nhiều diễn viên gạo cội cũng như là những người mà đã diễn lâu năm rồi, nên chi thường rất hay quan sát cách diễn của họ và chi tự rút ra kinh nghiệm để có thể trau dồi cái kinh nghiệm diễn xuất của mình. Qua một vài phim chi đã tham gia, ví dụ như Giọt Nước Rơi, Giấc Mơ Hạnh Phúc, sitcom 5S Online và phim Thần Tượng, 4 phim rồi, nhưng mà thực sự là chi vẫn chưa cảm thấy có một cái phim nào mà mình có thể thỏa mãn với cái khả năng diễn xuất của mình cũng như thỏa mãn với cái vai diễn cả. Anh đã làm được phim nào chưa? Có nhiều thuận lợi trong những bước khởi đầu của nghiệp diễn, nhanh chóng được lựa chọn đảm nhận các vai chính trong các bộ phim truyền hình nhiều tập. Nhưng chính ngoại hình trong sáng, mong manh của Chipu đã ít nhiều khiến cô bị bó hẹp trong các vai diễn tiểu thư, công chúa ngây thơ và yểu điệu. Quyết tâm trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, Chipu nhận thấy cần phải biết nắm bắt cơ hội hoặc tự tạo những cơ hội cho chính mình để có thể chứng tỏ được sự đa dạng trong khả năng diễn xuất. Chưa hay lắm. Thế thì kể đi, xong tôi sẽ nghĩ cái cách khác cho. Trong cái thời gian mà chị đang chờ đợi một cái cơ hội đến với mình thì chị đang trong một cái quá trình là tự tạo cơ hội và tự tạo một cái vai diễn cho bản thân. Cho nên là chị có viết một số cái kịch bản cũng như là làm vài cái phim ngắn do chị tự sản xuất. Và cái vai diễn trong đấy thì chị muốn mình là như nào thì chị tự viết và chị tự hóa thân. Cho nên cảm giác là trong cái lúc mình chờ đợi cơ hội người khác, biết đâu mình không có cơ hội thì mình sẽ tự tạo cơ hội cho mình để mọi người có thể công nhận được cái khả năng của mình. Chi có sản xuất một cái phim ngắn tên là Cô Gái Trên Tầng Thượng. Phim ngắn này thì không phải là do Chi viết kịch bản, nhưng mà cũng là một người sản xuất, đầu tư, diễn viên chính trong phim, rồi bao quát tất cả mọi thứ về ekip. Thực sự phim này là phim đầu tay mà Chi làm, cho nên là nó cũng chưa được hoàn chỉnh và chưa được thỏa mãn về cái sự cầu toàn của mình lắm. Cho nên là nửa năm vừa rồi là chị có viết một cái kịch bản mới do chị tự viết nào. Và cái vai diễn cũng là một cái vai diễn mà chị nghĩ là mình viết cho chính bản thân mình, cho nên là nghĩ có thể mình sẽ diễn sẽ tốt hơn tất cả những phim khác. Và khoảng nửa tháng sau phim, sau khi rất nhiều thời gian chuẩn bị thì chị sẽ bấm máy, và các bạn hãy cùng chờ đón cái phim ngắn đó của chị nhé. Ở tuổi 21, sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh của một nàng công chúa mong manh như sương khói, Chipu bắt đầu có những hoạt động để thay đổi hình tượng của mình. Điều này không phải dễ dàng, nhất là khi một lượng fan tuổi teen luôn muốn thần tượng của mình giữ mãi hình ảnh nhí nhảnh, đáng yêu. Tuy nhiên, thay đổi hình tượng không đơn giản chỉ là cắt ngắn đi mái tóc dài, bớt đi một chút điệu đà,
mà còn đòi hỏi người nghệ sĩ có những hoạt động chuyên nghiệp và quyết tâm hơn thế. Lý do đầu tiên mà để Chi thay đổi hình tượng, vì Chi nghĩ mãi mãi một hình ảnh thì chắc chắn là sẽ đến lúc mọi người cảm thấy nhàm chán. Thế là Chi cũng muốn là thay đổi cho đúng với cả cá tính của mình. Một phần nữa là cũng muốn xây dựng một cái hình ảnh mới mẻ để mọi người cảm thấy là mình có thể hóa thân thật nhiều. Khi mà mình bước sang một con đường làm diễn viên thì mọi người có thể thấy được cô Chi Pu cũng có thể là nhẹ nhàng như nữ tính công chúa và cũng có thể hóa thân vào được một cái vai diễn nào đó mà cá tính nghịch ngợm. Chính vì cái việc muốn thay đổi hình ảnh cá tính cho nên là trong suốt một năm vừa qua thì Chi đã thực hiện rất nhiều bộ ảnh theo cái hình tượng này. Ngoài ra thì Chi cũng nhận những cái công việc, mình cũng có chọn lọc hơn. Mình cũng xem là ok, cái công việc này, cái hình tượng có phải là cái hình tượng mình đang hướng đến không? Nếu thực sự là một cái hình tượng mà ngược hẳn lại về cái cá tính mạnh mẽ thì có lẽ Chi sẽ từ chối để có thể giữ được cái hình tượng trong mắt mọi người. Nói trước thì bước không qua cho nên là Chi cũng không dám chia sẻ nhiều về những cái dự định của Chi trong tương lai. Chi thì trong tương lai cũng muốn là tham gia được nhiều phim hơn để mọi người có thể thấy được cái sự tiến bộ của Chi trong diễn xuất, cũng như cũng mong muốn là mọi người công nhận mình là một diễn viên chứ không phải là một hot girl nữa. Chính vì thế trong năm nay thì ngoài cái phim ngắn mà Chi tự sản xuất cũng như là tự viết kịch bản ra thì Chi cũng tham gia thêm một phim điện ảnh nữa. Nhưng mà phim điện ảnh gì thì Chi cũng xin được giấu tên đạo diễn và giấu tên phim luôn. Bao giờ có thông tin thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ biết được là đó là phim gì, như thế nào. Vậy là thời lượng của chương trình Chuyện Ngôi Sao đã kết thúc rồi và Chi cảm thấy là mình đã có một cái khoảng thời gian ngắn để có thể chia sẻ được những dự định của Chi, cuộc sống của Chi cho tất cả mọi người. Và Chi mong rằng trong thời gian tới thì những công việc của Chi sẽ được mọi người ủng hộ và công nhận nhiều hơn. Chúc tất cả các bạn có một buổi tối, một ngày làm việc thật là vui vẻ nhé.